Chào tất cả các bạn, lại là mình đây. Tuần vừa rồi thì mình đi công tác cho nên là mình không có thể nào mà làm video dài cho các bạn xem được. Mình rất muốn làm video dài để đưa ra những nhận định, những phân tích để các bạn hiểu hơn về một câu chuyện liên quan đến MotoGP hoặc là mô tô xe máy gì đó. Nhưng mà tại vì đi công tác thì nay đây mai đó cho nên là cũng không thể nào mà ngồi yên một chỗ, cũng như không thể nào mà có thể là sắp xếp thời gian để mà chỉnh sửa video được, cho nên là cũng mong các bạn hết sức là thông cảm ha. Trong thời gian đó thì mình cố gắng mình ra những video ngắn gọi là shorts video đó các bạn. YouTube họ gọi là shorts nhưng mà Facebook thì họ gọi là reel, những cái video đó thì mang đến cho các bạn nhiều thông tin một cách ngắn gọn hơn, một cách nhanh hơn và theo đó thì mình cũng dễ làm hơn. Còn video dài thì chỉ có ở nhà như thế này, chỉ có những khoảng thời gian trống trải như thế này thì mình có thể làm một video dài để chia sẻ với các bạn những phân tích, những nhận định của mình. Xin chào các bạn, mình là Lê Quốc Khánh, người nói về MotoGP hay thứ hai ở Việt Nam. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích, nhìn lại vụ mà Yamaha và Fabio Quartararo tiếp tục với nhau cho đến năm 2026. Lúc đầu mà nhìn vào thì các bạn thấy là ồ, tại sao Fabio Quartararo lại tiếp tục với một chiếc xe không có tính cạnh tranh như vậy? Tại sao Quartararo lại không chuyển đến một đội đua có sức cạnh tranh hơn, chẳng hạn như là Ducati hoặc là Aprilia hoặc là KTM? Tất nhiên là chuyển qua Honda thì không được rồi các bạn, tại vì Honda cũng đâu có tốt hơn Yamaha ở MotoGP vào thời điểm hiện tại đâu. Cho nên là tại sao Quartararo lại ở lại với Yamaha cho đến hết 2026? Và sau đó thì người ta mới tiết lộ rằng mức lương của Quartararo là tới 12 triệu euro một mùa, tính ra là khoảng 320 mấy tỷ một năm các bạn ha. Rất rất là nhiều so với những tay đua còn lại ở MotoGP. Và với mức lương đó thì Quartararo trở thành tay đua có mức lương cao nhất ở MotoGP vào thời điểm hiện tại. Nếu như Marquez mà không chuyển từ Honda sang Gresini Racing thì mức lương của Marquez là cao nhất, với đâu đó khoảng 20 cho đến 21-22 triệu euro một mùa. Và dĩ nhiên khi mà Marquez chuyển từ Honda sang Gresini Racing thì anh buộc phải bỏ luôn cái mức lương đó. Và chuyển qua Gresini Racing thì Marquez vẫn nhận lương nha các bạn, chứ không phải là đua miễn phí đâu. Nhưng mà mức lương sẽ thấp hơn rất 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 nhiều so với mức lương mà Marquez nhận được ở MotoGP, à quên, ở Honda. Với mức lương 12 triệu euro một mùa thì mức lương của Quartararo gấp đôi so với mức lương cứng của Francesco Bagnaia. Ducati trả cho Bagnaia là khoảng 6 triệu euro một mùa và mình nghĩ điều này hết sức là dễ hiểu thôi, sau hai chiếc vô địch mà Bagnaia đã mang về cho Ducati trong hai mùa giải gần đây. Lúc đó thì Bagnaia lương vào đâu đó khoảng 2-3 triệu euro một mùa, nhưng mà với những thành tích mà tay đua người Ý đạt được thì việc tăng lương cũng là một điều hết sức là dễ hiểu. Và trong rất nhiều video trước đây mình đã chia sẻ là Ducati họ sẽ trả lương cho nhân viên, cho tay đua của mình bằng cách là họ sẽ trả lương cứng và trả lương thưởng. Có nghĩa là ví dụ như anh giành được podium thì anh sẽ có tiền thưởng bao nhiêu đây, anh giành được chiến thắng thì anh được thưởng bao nhiêu đây, rồi anh giành chức vô địch anh được thưởng bao nhiêu đây, hoặc là một mùa giải anh giành được 10 podium thì anh được bao nhiêu đây. Tức là có những cái điều khoản liên quan đến chuyện thưởng như vậy. Và nhiều tay đua họ cũng tận dụng cái này rất là tốt các bạn. Chẳng hạn như là Casey Stoner ở trong quá khứ và một vài tay đua khác nữa. Thì cái kiểu trả lương này là kiểu trả lương của Ducati. Nhưng mà các hãng xe Nhật Bản á, mình xin quay lại câu chuyện của chúng ta, đó là các hãng xe Nhật Bản á, thường thì họ sẽ có xu hướng trả lương rất cao cho những tay đua của mình. Còn các hãng xe châu Âu thì họ sẽ trả lương cứng và lương thưởng kiểu như vậy các bạn ha. Trong quá khứ thì chúng ta thấy là Rossi cũng nhận được rất là nhiều tiền từ Yamaha, ở đâu đó tầm 12 cho đến 15 triệu euro một mùa. Có một số nguồn tin thì nói là con số này sắp xỉ khoảng 20 triệu euro một mùa. Và Marquez thì cũng nhận được rất là nhiều tiền từ Repsol Honda. Và các bạn thấy là các hãng xe Nhật thì họ sẽ có xu hướng là họ sẽ trả tiền nhiều hơn cho các tay đua của mình so với các hãng xe châu Âu. Rồi bây giờ nè, câu hỏi mà chúng ta đặt ra đó là có phải Fabio Quartararo ký với Yamaha với mức lương 12 triệu euro một mùa như thế, chưa tính tiền thưởng, tiền tài trợ này kia nha các bạn. Chuyện đó thì quá chi tiết cho nên là mình không có nắm được. Nhưng mà nhắc lại là có phải Quartararo ký với Yamaha với một hợp đồng 12 triệu euro một mùa vì tiền hay không? Tại vì nếu mà nhìn vào thời điểm hiện tại đi, M1 không có thể nào cạnh tranh được với các hãng xe châu Âu, cũng như là
ngay cả với Honda thôi, MM cũng là tốt hơn, nhưng mà nói chung là không có được như ngày xưa nữa các bạn ha. Nên là người ta mới tự hỏi là Quartararo ký với Yamaha vì tiền hay là vì cái gì khác. Và sau khi mà ký xong á, thì Quartararo cũng trưng diện hơn rất là nhiều. Người ta mới phát hiện ra là Quartararo đeo đồng hồ gì đó của Richard Mille là tới 600.000 euro, hoặc là có là 6 con số các bạn ha, 6 con số. Tức là những cái đồng hồ nó rất là đắt tiền. Cho nên là liệu Quartararo có phải vì tiền và ký hợp đồng với Yamaha hay không? Dĩ nhiên là cảm nhận chung đầu tiên của anh em là anh em sẽ suy nghĩ như vậy. 12 triệu euro một mùa, một con số rất lớn vào thời buổi kinh tế hiện tại, thời buổi nhiễu nhương, thời buổi xuống cấp như hiện tại. Thì chúng ta thấy là 12 triệu euro một mùa là một con số rất lớn, gấp đôi so với Bagnaia. Các bạn ha, hai mùa là kiếm được 24 triệu euro rồi. Sau đó thì ngoài ra còn có hợp đồng với Monster Energy Drinks này, rồi những hợp đồng với mũ bảo hiểm, với giáp, rồi với găng tay, rồi những cái hợp đồng liên quan khác, hình ảnh này kia, thì cũng kiếm được đâu đó cũng 15 triệu, 16 triệu euro một mùa. Tổng cộng 2 mùa với Yamaha thì cũng kiếm được hơn 30 triệu euro một mùa. À, hơn 30 triệu euro. Như vậy các bạn thấy là dĩ nhiên là ai cũng sống vì tiền thôi các bạn. Thực sự thì ai cũng sống vì tiền thôi. Tại vì có tiền á thì mới có sức bật của thanh niên được. Chứ không có tiền thì làm sao mà nghĩ đến những cái chuyện to lớn hơn, những cái chuyện vĩ đại hơn được, đúng không các bạn? Một người mà tiền lúc nào cũng có và được đảm bảo về tương lai, về tất cả mọi thứ, thì người ta sẽ làm được những cái điều kỳ diệu, làm những cái điều vĩ đại, những cái làm những cái điều tốt. Còn những người mà chẳng hạn như phải lo chạy ăn từng bữa thì người ta không thể nào suy nghĩ làm được những cái gì to lớn cả. Tại vì mục tiêu hàng ngày của người ta là đi làm để có tiền cái đã, để đáp ứng những nhu cầu cơ bản. Lấy ví dụ như thế để mà chúng ta thấy là Quartararo á, khi mà ký hợp đồng với Yamaha thì thứ nhất anh muốn đảm bảo được một tương lai để anh có thể là bây giờ không còn phải suy nghĩ một cái gì nữa cả. Không còn suy nghĩ là lương của mình có cao hơn thằng này hoặc là thấp hơn thằng kia hay không. Anh chỉ tập trung vào nhiệm vụ của anh là đưa dự án MotoGP của Yamaha đến bến bờ thành công. Có thể là mất rất là nhiều thời gian, mất rất là nhiều công sức, nhưng mà mọi người đều phải cố gắng chung như vậy. Cho nên để trả lời cho câu hỏi là Fabio Quartararo có ký hợp đồng với Yamaha với mức lương đó vì tiền hay không á, thì câu trả lời của mình là có và không. Mình sẽ phân tích là có như thế nào và không như thế nào. Có nghĩa là bây giờ các bạn thấy là như lúc nãy mình nói á, thì tay đua nào thì cũng đi làm á, thì đi đua thì người ta đầu tiên là người ta phải có tiền đã. Chẳng hạn như là Fabio Di Giannantonio, các bạn thấy là không biết là nói đùa hay nói thật, nhưng mà trong một cái buổi phỏng vấn á, thì anh nói là anh chưa có trả tiền nhà tại vì không có tiền. Khi đi đua mới có tiền, có thành tích thì mới có tiền, còn không có thành tích thì không có tiền được. Cho nên là lo sợ trước viễn cảnh là mình không có một vị trí chạy ở mùa năm nay ấy, thì Fabio Di Giannantonio đã nói như vậy. Nên là tay đua nào đi đua thì cũng vì tiền thôi các bạn. Năm ngoái á, thì là một năm mà chúng ta cảm thấy có rất là nhiều xáo trộn, có rất là nhiều điều diễn ra. Và dĩ nhiên là Quartararo ở một cái vị thế nó khác so với bây giờ rất là nhiều các bạn ha. Fabio Quartararo á, người ta cho rằng là đã có thỏa thuận hoặc là được nhận offer, lời đề nghị từ Aprilia với mức lương là đâu đó 4 triệu euro một mùa. Và khi mà chúng ta đặt lên bàn cân giữa 12 triệu euro một mùa và 4 triệu euro một mùa, thì dĩ nhiên là một con số gấp 3 con số kia chúng ta sẽ chọn. Cho dù là thành tích của M1 không tốt trong vài mùa giải gần đây, nhưng mà điều đó không đồng nghĩa với việc là chúng ta từ chối một khoản tiền lớn như thế đi đến một cái chiếc xe có thể là có thành tích tốt trong những mùa giải sắp tới, nhưng mà cũng không chắc được các bạn ha. Aprilia cũng gặp những cái vấn đề liên quan đến sự ổn định của chiếc RSGP làm cho các tay đua cảm thấy rất là lo lắng. Còn khi mà đặt lên bàn cân thì cho dù là có hy vọng giành chức vô địch với Aprilia đó, nhưng mà
Dù sao đi nữa thì khi mà hết hợp đồng với Yamaha thì Quartararo cũng mới chỉ 26 tuổi thôi, vẫn còn đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, cho nên không dạ gì mà đi lấy không dạ gì mà không lấy một cái khoản tiền 12 triệu euro một mùa trong 2 năm như thế. Nên là không có lý do gì để mà Yamaha hoặc để Quartararo từ chối Yamaha với cái khoản lương thưởng như thế. Một điều mà chúng ta cần phải nhận ra đó là khi mà một hãng xe họ mà trả cho một tay đua nhiều tiền lương như thế thì số tiền còn lại sẽ không có nhiều để mà phát triển chiếc xe. Đó là điều mà Marquez đã nói khi mà anh chia tay Repsol Honda. Có nghĩa là khi mà anh ra đi rồi á thì tiền lương của Marquez sẽ được đổ dồn vào để phát triển chiếc RC213V. Thì đó là lời của Marquez thôi, mình không biết thực sự là phân bổ ngân sách rồi tiền bạc ở trong mỗi hãng xe, mỗi đội đua như thế nào. Nhưng mà một tay đua ra đi với một cái khoản tiền lương như thế thì sẽ tạo ra được một cái khoản tiền dôi dư ra để mà hãng xe đó có thể là phát triển chiếc xe của mình. Thực sự thì Quartararo cũng có thể là yêu cầu Yamaha ở một cái mức lương cao như thế, đúng không các bạn? Dù sao đi nữa thì vào thời điểm hiện tại sẽ rất khó để có một tay đua nào chấp nhận đến với Yamaha khi mà nhìn thấy hoàn cảnh hiện tại. Nếu mà người ta không ở bên trong Yamaha thì người ta cũng không biết được là Yamaha họ đang đổ bao nhiêu tiền, bao nhiêu công sức vào chiếc M1 của mình. Rất là khó. Cho nên là sẽ rất là khó để mà một tay đua chấp nhận tình cảnh hiện tại của M1 và để đi đến bến bờ thành công thì phải mất rất là nhiều thời gian. Nên là về cán cân quyền lực á, các bạn sẽ thấy là Quartararo có thể yêu cầu Yamaha một mức lương cao như thế. Dù sao đi nữa thì Quartararo cũng là người đã mang về chức vô địch cho Yamaha ở mùa 2021 và sau đó thì suýt nữa là vô địch 2022, rồi chỉ là khó khăn ở mùa 2023 và bây giờ thì họ đang là xây dựng lại cái dự án MotoGP của mình bằng những cái ưu ái, những cái nhượng bộ của các cái nhà sản xuất khác. Nên là mình nghĩ là Quartararo có thể làm điều đó, cho nên là vì tiền là có các bạn ha. Sự tham lam cũng không thể gọi là sự tham lam được, tại vì bây giờ mình có tài. Như Joker đã nói rồi, khi mà chúng ta làm tốt một cái gì đó thì chúng ta không có làm điều đó free được các bạn ha. Nên là Fabio Quartararo có sức mạnh, có tiếng nói để mà thương thảo với Yamaha trong chuyện tiền lương như thế. Rồi, nếu mà xét thêm một yếu tố nữa, đó là sự nghiệp của những tay đua đua xe bây giờ thì cũng khá là ngắn, không như ngày xưa là Rossi là trường hợp đặc biệt, tại vì anh đua tới năm 38-39 tuổi là anh mới nghỉ hưu. Năm nay thì Alex Espargaro cũng đã 35-36 rồi các bạn, cho nên là đó là những cái ca đặc biệt. Nhưng mà các bạn thấy là với việc là thêm vào những cuộc đua sprint á thì các tay đua dễ bị chấn thương nhiều hơn, họ phải chịu áp lực nhiều hơn, họ phải training, họ phải tập luyện nhiều hơn. Do đó là khoảng thời gian thực sự mà họ thăng hoa và có thành tích á, thì nó sẽ không có kéo dài, sự nghiệp của họ sẽ không có kéo dài như trước kia mà sẽ ngắn lại. Cho nên là chuyện mà Quartararo có yêu cầu là 12 triệu euro một mùa thì cũng là chuyện bình thường thôi. Nên là không ai biết trước chuyện gì cả các bạn ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua vế thứ hai, đó là Quartararo ở lại không vì tiền. Trong những cái buổi phỏng vấn ngay sau khi mà trả lời, sau khi mà ký hợp đồng á, thì Quartararo có nói là Yamaha giờ đây thì cũng đang đầu tư rất là nhiều tiền, có những thứ mà bí mật cho nên là không có tiết lộ ra ở đây được. Nên là các bạn sẽ chờ nửa cuối mùa giải này hoặc là mùa 25 và mùa 26 để thấy là Yamaha đã đổ tiền rất là nhiều vào dự án MotoGP của mình. Nên là mình cũng sẽ tin những cái gì mà Quartararo nói. Thật là khó để mà một người tham vọng như Quartararo mà ở lại với một dự án không có tính cạnh tranh được. Nếu mà Quartararo ra đi theo các bạn thì
anh có giành thêm được một chức vô địch nào nữa hay không, chẳng hạn như là qua Ducati hoặc là qua Aprilia hoặc là KTM, thì anh hoàn toàn có khả năng là giành thêm được một hai chức vô địch gì đó, cho dù là phải chấp nhận sự cạnh tranh rất là lớn đến từ các tay đua khác. Nhưng mà dù sao khi mà có được một cái vũ khí đủ mạnh, đủ sung sức, đủ cạnh tranh và đủ hấp dẫn, thì với tài năng của mình thì Quartararo có thể làm được điều đó. Nhưng mà do lãnh đạo của Yamaha đã thuyết phục là ok, chúng tôi đang làm việc hết sức mình này, đây là những cái bước mà chúng tôi đã làm này, chẳng hạn như là kêu gọi những kỹ sư xuất sắc ở trong một cái lĩnh vực, chẳng hạn như là họ đã có, để mình tìm một cái tên nha các bạn, Max Bartolini là kỹ sư hiệu năng này, hoặc là Marco Nicotra là trưởng đơn vị khí động học. Tức là Yamaha đã mang về những bộ não xuất sắc, và trước đó thì họ mang về một kỹ sư về động cơ của Ferrari nữa, thì đã có tác dụng ngay lập tức là động cơ năm nay của M1 rất mạnh, tốc độ tối đa chả thua bố con thằng nào. Nhưng mà dĩ nhiên là cái gì nó cũng có cái giá phải trả các bạn ha, đam mê và cái giá phải trả. Nên là Yamaha cũng đã mang về những bộ óc rất là xuất sắc để mà vực dậy dự án MotoGP của mình, cũng như là họ có thêm rất là nhiều những cái buổi test. Đặc biệt là năm nay thì Yamaha được test, sân nào cũng test được, rồi được phát triển động cơ một cách thoải mái. Cho nên là Fabio Quartararo tin là Yamaha với lịch sử, với tiềm năng, với tiềm lực của mình có thể làm được điều đó. Làm được hay không thì chúng ta phải chờ thời gian trả lời, còn trên giấy tờ là như vậy. Gì nữa các bạn? Đó là chuyện giữa Yamaha và Quartararo. Mình nghĩ là có và không liên quan đến chuyện tiền bạc. Có là tiền hấp dẫn, hai là không, có nghĩa là Yamaha đã thuyết phục Quartararo ở lại với những hoạt động như thế này. Nhưng mà nếu mà chúng ta xem xét cặn kẽ hơn á, thì chúng ta thấy là thực ra thì cả hai bây giờ là dành cho nhau. Fabio Quartararo thực ra cũng không biết đi đâu đâu các bạn, không biết đi đâu luôn á. Đi đâu bây giờ? Nếu mà chúng ta nói là Quartararo sang Honda thì cũng không được, không thể nào sang Honda rồi đó. Bây giờ Honda càng tệ hơn Yamaha nữa, cho nên là không thể nào mà sang Honda được. Rồi bây giờ nếu mà sang KTM á, KTM thì họ đã có rất là nhiều tài năng rồi, có Pedro Acosta này, rồi đến mùa này mà Pedro Acosta đua hay thì sang năm chắc chắn sẽ được lên KTM Factory. Rồi cỡ tầm như là Quartararo thì không thể nào chấp nhận chạy một chiếc xe đội vệ tinh được, nên là cũng sẽ rất là khó để mà qua KTM. Binder thì chốt hợp đồng đến hết 2026 rồi. Pedro Acosta thì với phong độ hiện tại thì chắc chắn ha, 99,69% sang năm sẽ chạy cho KTM Factory. Cho nên là Quartararo cũng đâu có đi đâu được đâu, đâu có sang KTM được. Bây giờ sang Aprilia đi. Aprilia thì có thể là cuối mùa này Alex nghỉ hưu, nhưng mà Aprilia mấy mùa gần đây gặp những cái vấn đề liên quan đến độ bền, độ tin cậy của chiếc RSGP, cho nên cũng rất là khó. Và với mức lương khoảng 4 triệu euro một mùa thì cũng không đủ để thuyết phục Quartararo sang. Có thể là 7-8 triệu hoặc là 10 triệu gì đó thì con có thể xem xét, nhưng mà 4 triệu một mùa so với những gì mà Yamaha offer thì sẽ rất là khó để mà chấp nhận lời đề xuất của đề nghị của Yamaha, của Aprilia. Yamaha, Alex có nói là Aprilia không có đưa ra lời đề nghị nào cho Quartararo, nhưng mà chuyện đó thì chúng ta cũng không biết được các bạn ha. Dĩ nhiên là ban lãnh đạo họ sẽ có những cái nước đi mà không ai biết được. Rồi bây giờ sang Ducati đi. Ducati thì bây giờ họ cũng rất là dư thừa tài năng rồi. Nếu mà ở Ducati Lenovo Team á, thì Bagnaia thì đã ký hợp đồng đến 2026 rồi. Vị trí còn lại thì Jorge Martin nè, Marc Marquez nè, rồi Enea Bastianini rồi. Nói chung là Ducati có rất là nhiều lựa chọn để mà chọn cho cái vị trí thứ hai, vị trí còn lại ở trong Ducati Factory. Dĩ nhiên là như lúc nãy mình nói là Quartararo sẽ khó mà chấp nhận chạy một đội đua vệ tinh, cho dù là có những ưu đãi này kia, nhưng mà danh tiếng nó vẫn oai hơn các bạn ha.
đội đua factory á thì không chỉ là được chạy chiếc xe mới nhất đâu các bạn, mà còn rất là nhiều các ưu ái khác nữa, chẳng hạn như là được đi phi cơ riêng này, rồi được ở một cái nhà riêng này, ở cái xe bus lưu động đó các bạn, rồi được đưa đón, được chăm sóc này kia rất là đầy đủ. Nói chung là chỉ có đi ra sân và thi đấu thôi, chứ còn những cái thủ tục hành chính từ visa rồi từ xin cái này xin cái kia rồi giấy tờ này kia thì dĩ nhiên là có người lo cho mình rồi. Nhắc đến chuyện này mới thấy nó giá trị các bạn, tại vì á Nakagami á, là tay đua của LCR Honda, thì Nakagami nhiều khi phải làm những cái chuyện này, phải ở khách sạn hoặc là phải làm giấy tờ thủ tục hành chính để mà tự đi đó, nên là cái hợp đồng với factory là nó rất là có giá trị là ở chỗ đó. Rồi, như vậy là trong video ngày hôm nay thì mình cũng đã chia sẻ một vài ý kiến về cái chuyện là liệu Quartararo đến với, ở lại với Yamaha vì tiền hay không. Câu trả lời là có và không. Có là tại vì đời ai cũng cần tiền cả, cần rất là nhiều tiền là đằng khác, đó là sự đảm bảo cho tương lai. Và không có nghĩa là Yamaha đã làm việc, đã có một cái dự án rất tốt để thuyết phục Quartararo ở lại, và xét một cách toàn diện thì Quartararo cũng không có chỗ nào để đi tốt hơn nha các bạn, ngoài Yamaha cả. Ở Yamaha thì cho dù là M1 có chạy như thế nào trong 1-2 năm tới thì cũng không quá quan trọng, Quartararo vẫn là hạt nhân trong quá trình tái cấu trúc, tái hòa nhập, tái phát triển của dự án MotoGP của Yamaha. Nhưng mà qua đội khác thì gặp phải rất là nhiều sự cạnh tranh và phải làm quen xe cũng ít nhất là một mùa giải. Ở Yamaha thì Quartararo đã chạy M1 từ 2019 đến giờ rồi, cho nên là việc quen xe không phải là một vấn đề nữa. Và dĩ nhiên khi mà hết hợp đồng thì Quartararo mới chỉ là 26 tuổi thôi. Anh em có ý kiến gì về vấn đề này thì hãy chia sẻ vào trong phần bình luận của video này nha. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này và hẹn gặp lại. Đừng quên là hãy đăng ký những kênh YouTube của mình để ủng hộ mình nha. Link 2-3 kênh gì đó thì mình để ở trong phần mô tả của video này cũng như là trong phần comment, và anh em hãy đăng ký để ủng hộ mình. Cảm ơn anh em rất là nhiều và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Chúc anh em một ngày cuối tuần vui vẻ. Bye bye.